Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Thuận nghĩ đây là một cái video mà đến sớm hơn là Thuận dự định Tại vì với cái sự tăng trưởng của giá cả của Bitcoin Thì một trong những điều mà Thuận chia sẻ với các bạn từ bấy lâu nay Đó chính là khi mà Thuận suy nghĩ đến chốt lời Thuận sẽ chia sẻ với các bạn về cái phương cách mà Thuận sẽ chốt lời Và chốt lời ở những cái mức như thế nào Đây là một điều mà Thuận đã hứa trong vòng mấy năm qua Và đương nhiên cho tới ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội để mà nói về cái đề tài này Như bạn có nên biết đã thường lưu trữ bitcoin trung bình giá đã nhiều năm qua và trong nhiều năm qua thằng chưa hề bán một bitcoin nào và cho đến thời điểm bây giờ thùng sẽ đưa ra một số những cái nhận định cũng như những cái chiến lược mà thùng sẽ chúc lại sẽ như thế nào nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì cách đây không có lâu hồi sáng này ở trên trang web Thuần Capital thường có đăng một cái bài để các bạn bỏ phiếu đó chính là cái bài liên quan đến nếu các bạn đang hodl BTC thì bạn sẽ chốt lời ở những cái mức nào và các bạn thấy là có một số những lựa chọn như là đã chốt lời trong phạm vi 17.000, trong phạm vi 18.000, 19.000, 20.000 và trên 20.000 để Thuần refresh cái trang này lại thì hiện bây giờ đã có 59 bạn bỏ phiếu và các bạn thấy được là cái phần trăm bỏ phiếu thì nhiều nhất bây giờ hầu như là hơn phân nửa 32 bạn nói là sẽ chốt lời khi mà Bitcoin trên 20.000 đô. Còn lại các bạn thấy là chia ra phần lớn sau đó các bạn thấy được là bằng nhau là trong phạm vi 17.000 và trong phạm vi là 20.000 đợi về đúng 20.000 thì sẽ chốt lời. Còn phần còn lại là 19.000 thì có 10% bạn nói sẽ chốt lời ở cái phần này. Uh, 18.000 thì chỉ có khoảng chừng là 3,3% bạn nói là chốt lời ở cái mức này Và những bạn nào mà nói đã chốt lời rồi thì chỉ có là 5,08% Có nghĩa là phần lớn các bạn điều chờ đại Bitcoin lên trên 20.000 đô Và đây cũng là một những điều mà thường muốn chia sẻ với bạn trong cái video ngày hôm nay Về cái suy nghĩ là chốt lời trên 20.000 đô Và các bạn thấy được là những bạn nào mà chưa có bỏ phiếu thì các bạn có thể bỏ phiếu bằng cách là các bạn lên trên những cái mạng xã hội thường có đăng cái bài viết này Ở trên Twitter, trên Facebook, trên Telegram các bạn có thể lên trên những mạng xã hội Nhưng mà nào mà chưa theo dõi Thuần Capital trên mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở phía dưới Để tìm thấy những cái link chính thức của Facebook, Twitter và Telegram Và ở phía dưới video này cũng sẽ để cái phần mô tả cái link để các bạn có thể vào để xem cái bài bỏ phiếu này Nhưng mà nào có thú thì hãy bỏ phiếu để thường coi coi là phần lớn các bạn đang suy nghĩ như thế nào và nếu các bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một cái sàn giao dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuần Capital như là tham gia để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trên miễn phí hay là tham gia để được giảm 20% phí giao đổi mãi và những cái thông tin những sàn như là SnapX, Binance, Bybit, Bidia, Coinbase, Remitano và BlockFi tất cả những thông tin chi tiết nằm phía dưới cái video này và đặc biệt là chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc bóc thăm cho sàn SnapX như bạn đã biết là cái tay khoảng chừng 2 tháng thì chúng ta có một cái chiến lược là bóc thăm trúng thưởng cho nhưng mà nào mà để lại comment ở phía dưới video này để lại comment với cái UID, có nghĩa là cái user ID uh, của sàn SnapX để lại con số UID của các bạn thì nếu như các bạn bốc thăm trúng thưởng và người trúng thưởng sẽ được lựa chọn một cách ngẫu nhiên và khác với là trước đây trước đây thì mỗi một bạn nào mà được bốc thăm trúng thưởng thì sẽ được thưởng 100 đồng USDT gửi trực tiếp vào chương mục Snapback của các bạn lần này 20 video tới đây thì mỗi video sẽ có 3 người trúng thưởng và mỗi cái video thì mỗi bạn sẽ trúng thưởng lên tới là 30 đồng USDT đồng Tether để khi các bạn nhận được cái số tiền này các bạn có thể dùng để mà trade trên sàn Napex và khi các bạn có lời các bạn hoàn toàn có thể rút về ví cá nhân của mình nhưng mà nào mà muốn tham gia bốc thăm trúng thưởng thì hãy để lại comment ở phía dưới với lại cái UID của mình thường sẽ bốc thăm hàng ngày và thường sẽ thông báo người trúng thưởng trên cái mạng xã hội cũng như là thường sẽ để lại ở cái phần pin comment ở phía dưới các video cho nên như mà nào mà chưa theo dõi thường cap video thì cũng nên theo dõi để các bạn biết được là người nào trúng thưởng thì chúng ta bây giờ hãy trở lại và nói về cái tình hình của Bitcoin thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin bây giờ đã lên rất là cao 16.658 Nhiều bạn có đã biết là thường đã chia sẻ mức này rất là cao Trong lịch sử của Bitcoin trên 16.000 đô chúng ta có không tới 20 ngày Mà cái giá Bitcoin trên 16.000 đô có nghĩa là ngoài cho các bạn mua trong cái phạm vi mà 20 ngày Bitcoin trên 16.000 đô chứ nếu không các bạn đã có lời Hầu hết mọi người đều đang có lời ở trên hiện bây giờ và đương nhiên mọi người có lời thì sẽ dẫn đến là rất nhiều người chúc lời và bản thân Thuận, các bạn có thể hiểu được là Thuận đã tích lũy trong vòng nhiều năm qua thì đương nhiên là đang có lời Tại vì Thuận chung mình giá trong thời gian dài Và những gì mình thường chia sẻ với các bạn là chỉ đơn giản là những gì mà Thuận sẽ làm chuyện chiến lược kế tiếp của Thuận sẽ là như thế nào Đương nhiên mỗi bạn đều sẽ có cái suy nghĩ riêng và đưa ra quyết định riêng cho bản thân của mình Thuận chỉ chia sẻ về cái suy nghĩ của Thuận để các bạn có thể coi đó như là một cái thông tin, như là một cái tài liệu để các bạn tham khảo mà thôi thì Thuận cũng có cái ý định là chúc lời. Tại vì sao? Tại vì Thuận sẽ chia sẻ với các bạn một số những điều mà Thuận đang suy nghĩ thời điểm hiện bây giờ. Và nói tới chúc lời thì Thuận sẽ chia ra làm hai phần. Phần đầu tiên là ở thời điểm bây giờ cho đến khi Bitcoin 20.000 đô. Và phần thứ nhì là khi Bitcoin qua cõi 20.000 đô. Tại sao thì Thuận sẽ chia sẻ cái phần đầu tiên trước hết là khi mà chúng ta thấy Bitcoin tới giá bây giờ cho đến 20.000 đô thì Bitcoin càng tới gần 2.000 20 đô thì cái cơ hội Bitcoin điều chỉnh mạnh càng cao. Để thường chia sẻ một cái thuyết được uh, nói tới bởi Lloyd Davis như là Crypto Lloyd. Thì các bạn thấy là Lloyd Davis đã đưa ra một cái thuyết nói là Bitcoin khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ nến tuần, thì có nghĩa là một con nến một tuần, thì các bạn thấy là Bitcoin chuẩn bị đóng lại cái nến thứ sáu màu xanh liên tục. Các bạn thấy được là khi mà chúng ta thấy cái nến màu xanh thứ sáu liên tục thì trước đây khi mà chúng ta thấy năm cái nến tuần màu xanh có nghĩa là năm tuần liên tục mà Bitcoin có sự tăng trưởng thì sau đó chúng ta thấy Bitcoin có sự điều chỉnh lại là 38% khi mà Bitcoin có 8 tuần liên tục mà không có đi xuống có nghĩa là 8 ngọn nến tuần liên tục là màu xanh thì kế tiếp đó chính là một ngọn nến màu đỏ là xuống 42% 6 tuần liên tục thì ngọn nến màu đỏ là 30% đây là dựa theo lịch sử của Bitcoin có nghĩa là sao có nghĩa là dựa theo like David thì Bitcoin đi càng lâu mà không có cái sự điều chỉnh thì sẽ dẫn đến là khi Bitcoin điều chỉnh thì điều chỉnh lại càng mạnh hơn. Như là các bạn thấy trên màn hình khi chúng ta có 5 màu xanh liên tục thì xuống 38%. Khi chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 màu xanh liên tục thì cái tuần kế tiếp các bạn thấy đã có cái sự xuống giá mạnh và liên tục xuống giá xuống 42,6%. Kế tiếp các bạn thấy được là chúng ta có 6 người đến màu xanh liên tục. Thì chúng ta thấy đã đi xuống 30,47% Tình hình bây giờ khi mà chúng ta nhìn vào cái nến tuần Để thường chuyển qua nến tuần để các bạn thấy được Là chúng ta bây giờ là ở cái mức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chúng ta đã ở cái nến màu xanh thứ 7 Thì các bạn thấy là càng có nhiều tuần màu xanh liên tục Thì cái cơ hội điều chỉnh uh, càng mạnh hơn Đây là dựa vào lịch sử của Bitcoin thì đối với những gì mà like David chia sẻ đó thì cũng không có gì gọi là quá bất ngờ Nhưng mà nào mà thường theo dõi thuần cáp được được có thể biết Thường đã chia sẻ những cái thông tin tương tự ở trong cái video 777 cách đây 4 ngày Nhưng mà nào mà chưa xem cũng nên xem để hiểu rõ hơn Về những cái điều các bạn cần nên biết khi mà Bitcoin từ từ trở về cái mức là 20.000 đô Thì để thuận dẫn các bạn trở về Bitcoin Haven của năm 2016 Đây là cái biểu đồ BOX mà các bạn có thể tìm thấy những cái thông tin trước đây thì để thuần trả trở về của cái Bitcoin Harbin là ngày 9 tây tháng 7 năm 2016 thì các bạn thấy được là lúc đó cái đỉnh mà chưa được phá có nghĩa là chúng ta thấy là cái đỉnh mà Bitcoin của cái đợt tăng trưởng trước đó nữa đó chính là năm 2013 khi mà Bitcoin đạt cái đỉnh là 1.157 cỡ đó thì sau đó Bitcoin cũng tương tự như năm 2017 đã đi xuống rất là sâu và đi xuống tới cái mức các bạn thấy chỉ còn có là 163 đồng mà thôi rồi sau đó lại từ từ hồi phục trở lại và chúng ta có cái Bitcoin Harvard đợt thứ nhì là năm 2016 hay hồi mà 9 tây tháng 7 thì các bạn thấy được là hồi 9 tây tháng 7 thì chúng ta thấy lần đầu tiên khi mà Bitcoin cái giá hồi phục trở về và chạm cái mốc cao nhất trước đó có nghĩa là 1.157 thì chuyện đã xảy ra các bạn thấy đây là cái biểu đồ đến ngày thì các bạn thấy rất rõ ràng chúng ta thấy được là khi mà chạm cái mốc này thì Bitcoin đã đi rơi xuống rất là mạnh, điều chỉnh xuống rất là mạnh. Chúng ta nhìn vào cái sự điều chỉnh này thì các bạn có thể thấy được là cái giá điều chỉnh từ cái lúc mà chạm cái đỉnh cũ cho đến khi mà các bạn thấy được là cái mức thấp nhất điều chỉnh trong vòng vài ngày đã xuống tới cái mức là 35%, có nghĩa là vừa chạm đỉnh cũ thì đã có rất nhiều người chờ đợi để mà bán và đẩy giá Bitcoin xuống rất, rất là sâu. Các bạn thấy được là lần thứ nhì khi mà chạm cái đỉnh cũ thì cũng tương tự khi mình thấy là ở trên cái đỉnh cũ vài ngày sau đó thì lại bị trở xuống và các bạn thấy được là cái lần đi xuống này thì chúng ta thấy được là cũng đi xuống cũng khá sâu cái lần đi xuống này là chúng ta thấy được là từ cái mức mà đỉnh cũ xuống tới cái mức thấp nhất à, của cái đợt thứ nhì này khi mà thử lên đỉnh cũ đã đi xuống 23,58% và sau đó thì lại lần thứ ba chạm cái đỉnh cũ và lần này mới thực sự là cái lần mà bitcoin tiếp tục À, tăng trưởng và không trở lại cái đỉnh cũ hồi xưa nữa. Thì các bạn thấy là chúng ta nhìn vào cái tình hình này thì có thể là nhiều bạn nghĩ là điều tương tự cũng có thể xảy ra thường thì như vậy. Có nghĩa là khi Bitcoin càng tới gần 20.000 đô thì cơ hội mà bị đâm 30%, 25% là một chuyện hoàn toàn có thể. Vì lý do đó, đó là lý do tại sao mà thường muốn chia ra khi mà Thuận chốt lời thì sẽ chia ra làm hai phần. Một phần là trước 20.000 đô và một phần là sau. 20.000 đô. Thì để Thuận nói về cái phần trước 20.000 đô thì trước 20.000 đô thường sẽ chốt lời ở những cái mức nào. Thì ở cái thời điểm hiện bây giờ là Thuận sẽ bắt đầu chốt lời. Ở cái thời điểm hiện bây giờ có nghĩa là từ cái mức là 16.717.000 sẽ chốt lời dài lên cho tới 20.000 đô. Thì khi mà Thuận tham gia vào Bitcoin đầu tư thì các bạn cũng đã biết là một trong những chiến lược mà Thuận rất là yêu thích đó chính là trung bình giá thì khi mà Thuận trung bình giá mua thì khi mà các bạn rút vào khỏi thị trường thì thường cũng sẽ là trung bình giá bán Chứ không cần phải là bán một lượt Cũng như thường không có mua một lượt, cũng không có bán một lượt Thường sẽ trung bình giá ra từ đây cho đến 20.000 đô Có nghĩa là mỗi một tuần, mỗi hai tuần tùy theo tình hình thị trường Thường sẽ móc một phần Và bán bao nhiêu Bitcoin mà thường đang lưu trữ Thì thường sẽ bán là lên tới cái con số phần trăm Là 25% Có nghĩa là từ đây đến 20.000 đô Thường sẽ chốt lời tổng cộng là 25% Của tất cả Bitcoin thường đang giữ trong tay Nếu như mà thường đoán đúng Bitcoin càng tới gần 20.000 đô thì cái cơ hội bị đâm càng mạnh và nếu thực sự nó nói đúng là Bitcoin bị đâm trở xuống 20%, 3% thì những cái số mà thường chốt lời đó thường bạn sẽ giữ ở trên sàn Coinbase để sẵn ở đó để làm gì để cho khi mà Bitcoin thật sự mà như thường nghĩ sẽ bị điều chỉnh lại 23% đương nhiên không biết là khi nào điều chỉnh có thể là Bitcoin điều chỉnh từ cái mức này có thể là Bitcoin chờ lên tới 18.000 đô mới điều chỉnh hay là 19.000 đô hay là 20.000 đô thường hoàn toàn không biết được nhưng mà tôi nghĩ là sẽ có một đợt điều chỉnh và nếu như mà điều chỉnh xảy ra thì thường sẽ mua Bitcoin trở lại vậy là cái số tiền mà thường chốt lời tôi sẽ mua ngược trở lại Đây là trước 20.000 đô Nhưng mà ngược lại, lỡ như mình thường đoán sai Bitcoin không có điều chỉnh lại ở cái mức là 20.000 đô Mà Bitcoin chạy thẳng qua 20.000 đô luôn Lên tới 22, 23, 25.000 đô rồi mới điều chỉnh Mà điều chỉnh xong thì vẫn trên 20.000 đô thì như thế nào Thì lúc đó coi như là cái phần 25% này là coi như thuận chút lời thật sự tại vì trước sau thường cũng phải chốt cái phần này ra tại vì đây là cái phần mà thường đã muốn chốt từ năm 2017 bây giờ là một cái cơ hội rất là tốt để thường có thể chung bình giá chốt lời từ đây đến 20 000 đô Còn một lần nữa nếu như mà bitcoin có cái sự điều chỉnh giá trở lại thì thường sẽ dùng cái số tiền thường chốt lời từ đây đến 20 000 đô trong cái khoảng thời gian đó để mà mua lại bitcoin không biết là bitcoin sẽ điều chỉnh đến mức nào nhưng mà chốt là bao nhiêu thường sẽ mua lại bấy nhiêu đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nếu như mà bitcoin mà không có điều chỉnh lại mà qua 20.000 đô luôn thì coi như là cái phần này thuận coi như là chút lợi cũng không có hề hấn gì đối với thuận tại vì thuận đã chung giá từ rất lâu đây là cái chiến lược trước 20.000 đô thì cái chiến lược sau 20.000 đô thì như thế nào tại vì nếu như mà thuận chốt lời 25% giả sử như bitcoin đi thẳng lên 20.000 đô luôn không trở lại thì thuận đã chốt lời 25% thuận còn lại 75% thì sẽ như thế nào thì 75% còn lại thuận lúc nào cũng sẽ lưu trữ 50% Bitcoin trong tay có nghĩa là Thuận sẽ chốt lời thêm 25% nữa và 25% đó là cái phần mà cuối cùng Thường sẽ chốt lời trong cái đợt này 50% còn lại thường sẽ luôn tục giữ và sẽ không bao giờ bán và thậm chí sau cái đợt này cái đợt tích lũy kế tiếp của 4 năm kế tiếp Thường sẽ lại trung bình giá trở lại để mà chốt lời trong cái đợt sau cho nên lúc nào thường cũng sẽ giữ lại 50% của Bitcoin mà thằng đang có trong tay sẽ không bao giờ chốt lời hết và 25% còn lại sẽ chốt lời như thế nào thì thuận sẽ chốt lời hàng tuần cũng như là khi mà thuận trung bình giá thì mua hàng tuần khi mà thuận chốt lời thì như thuận đã chia sẻ cũng sẽ chốt lời hàng tuần thì khi mà thuận chốt lời như vậy thì nhiều bạn sẽ hỏi một câu là thuận sẽ chốt lời ở những cái mức nào thì thực ra mà nói là các bạn thấy là bitcoin tăng trưởng thì không ai đón trước được như là năm 2017 khi bitcoin dưới 1.000 đô thì nếu như các bạn hỏi mọi người đoán thời điểm đó là bitcoin sẽ tăng trưởng cho tới là bao nhiêu thì nhiều người sẽ nói với các bạn là Bitcoin tăng trưởng à, mọi người nghĩ là lên tới 3.000 đô rồi lên tới 5.000 đô mà thôi chứ không thấy nào mà nhiều người nói là lên tới 10.000 đô thời điểm đó các bạn thấy là Bitcoin 7 800 đô thì không mấy người có thể nói là Bitcoin sẽ lên tới 10.000 đô người ta chỉ nói Bitcoin lên tới 3.000 đô thì đã tăng lên rất là nhiều nó tới lên tới 5.000 đô thì đã tăng lên rất là nhiều và chưa được nói tới là 10.000 đô nhưng mà cuối cùng Bitcoin lên tới 20.000 đô thì các bạn thực sự không biết được là cái đợt này Bitcoin sẽ lên tới cái mức nào Các bạn thấy là những cái sự chuẩn đoán giá là khoảng chừng là lên tới cái mức là 50.000 đô, 100.000 đô vân vân Các bạn thấy là những cái dự đoán giá mà được đưa ra bởi sử dụng những cái mô hình như là Stock to Flow Thì cho thấy là Bitcoin sẽ qua khỏi 100.000 đô năm sau Cho nên về cái giá thì thường thực sự mà nói là không thể nào biết được Nhưng mà có một điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái số ngày của một cái chu kỳ thì để Thuận đi à, trở về năm 2017 đi để Thuận chia sẻ với các bạn Để các bạn thấy được là Thuận đang suy nghĩ như thế nào Thì khi mà chúng ta nói tới chút lời thì năm 2000, mười uh, 17 thì các bạn thấy được là khi mà Bitcoin bắt đầu khi mà Bitcoin thực sự rời rời khỏi cái dùng cao nhất của cái đợt trước đó có nghĩa là 1 năm uh, À, 157 đô thì các bạn thấy được là cái lúc đó thực sự là ngày 12 tới tháng 4 và sau đó Bitcoin đã không có trở lại nữa có nghĩa là ngày 12 tới tháng 4 của năm 2017 là cái lần cuối cùng mà chúng thấy Bitcoin xây quanh cái mức là 1157 cái đỉnh cũ của năm 2013 những đợt trước đó tuy là các bạn thấy đã chạm cái mức cũ nhưng mà lại bị đẩy ngược trở xuống như là các bạn có nhìn thấy trên màn hình nhưng mà cái ngày mà thực sự đã qua khỏi cái mức đó và không nhìn trở lại là ngày 12 tây tháng 4, 13 tháng 4 của năm 2017. Thì từ cái ngày đó cho đến cái đỉnh cũ của năm 2017 là bao nhiêu ngày? Các bạn thấy được là cái đỉnh cũ của năm 2017 là tháng 12, ngày 16 tây, 17 tây. Có nghĩa là khoảng chừng là 248 ngày là... Bitcoin tăng trưởng liên tục. Tuy nhiên trong cái đợt tăng trưởng này các bạn thấy là cũng có nhiều đợt điều chỉnh giá nhưng mà trên căn bản là tăng trưởng liên tục thì 248 ngày. Các bạn thấy được là chúng ta lấy 248 ngày này, à, chúng ta sẽ chia ra 30 ngày thì các bạn thấy được là 248 ngày này chia cho 30 ngày có nghĩa là khoảng 8 tháng. Ok, đây là cái đời của năm 2017 Bitcoin, cái mùa tăng trưởng là khoảng 8 tháng. Chúng ta trở lại cái mùa tăng trưởng trước đó nữa của năm 2013 thì như thế nào? thì các bạn thấy được là cái đỉnh cũ của trước đó nữa là năm 2011 là lúc đó các bạn thấy được Bitcoin đạt được cái mức là khoảng chừng 32 đô la thì sau đó các bạn thấy là Bitcoin cũng đi trở xuống tương tự như là năm 2017 qua năm 2018 và sau đó hồi phục trở lại thì các bạn thấy được là cái nhà mà, mà Bitcoin qua khỏi cái đỉnh cũ có nghĩa là lúc đó là khoảng chừng là tháng 3 của năm 2013 chính xác hơn là khoảng chừng là ngày 8 tây tháng 3 năm 2013 và từ cái ngày đó lên tới cái đỉnh của đợt tăng trưởng đó các bạn thấy được là tháng 12 của năm 2013 ngày 1 tây thì cái sự tăng trưởng giá này là 271 ngày. Các bạn thấy được là 271 ngày. Chúng ta chia cho 30 ngày thì các bạn sẽ thấy là cái sự tăng trưởng là khoảng 9 tháng. Thì các bạn thấy được là hai cái đợt tăng trưởng. Trước đây chúng ta thực sự là không có nhiều cái lịch sử Tăng trưởng tại Bitcoin chỉ mới có 11 năm mà thôi Mà mỗi chu kỳ các bạn thấy là khoảng 4 năm Thì chúng ta chỉ có hai cái tài liệu trước đây Và cho thấy được là cái sự tăng trưởng là từ 8 cho đến 9 tháng Đây là một cái sự uh, trùng hợp của hai cái đợt tăng trưởng này Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình để Thượng zoom out cho các bạn thấy rõ hơn Đó chính là hai cái hình chữ nhật này mà Thượng uh, đã box cho các bạn thấy Một bên là 271.000, một bên là 248.000 Từ 8 cho đến 9 tháng, nghĩa là khi mà Bitcoin qua khỏi 20.000 đô của năm 2020 này thì ý nghĩa của thần bây giờ là Bitcoin cũng sẽ có cái sự tăng trưởng uh, trong thời gian là 8 cho đến 9 tháng. Thì khi nào Bitcoin mới tới 20.000 đô đương nhiên không ai biết được. Nhưng mà cái ngày mà Bitcoin tới 20.000 đô và qua khỏi 20.000 đô thường nghĩ là cái lần đầu tiên Bitcoin chạm 20.000 đô thì sẽ bị điều chỉnh lại. Chúng ta cần phải thấy được là khi nào Bitcoin thực sự là qua khỏi 20.000 đô thì từ cái ngày đó tôi nghĩ là Bitcoin sẽ tăng trưởng tương tự như lịch sử trước đây là 89 tháng có nghĩa là sao có nghĩa là Thuận sẽ chia cái số Bitcoin còn lại 25% chia cho 89 tháng và mỗi một tuần Thuận sẽ chốt lời liên tục cho đến khi nào mà tới cái đỉnh của năm 2020 mà thôi và cho đến lúc đó các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin mà Thuận có trong tay vẫn còn là 50% của cái số hiện bây giờ có nghĩa là Thuận sẽ không bao giờ bán hết vẫn sẽ giữ lại phần nữa bất cứ ở một thời điểm nào thường vừa sẽ giữ lại một số bitcoin và đương nhiên đó là khi mình nói tới là khi mà bitcoin chạm 20.000 đô và không đi ngược trở về không điều chỉnh mà đi thẳng luôn thì nếu như mà bitcoin mà điều chỉnh trước 20.000 đô thì đương nhiên thường đã mua lại một phần và cái số phần bitcoin mà thường có để mà cầm qua khỏi 20.000 đô là sẽ nhiều hơn khi mà thường nói tới cái số mình thường dùng để mà chốt lời cho nên các bạn thấy được là đây coi như là một cái sự chuẩn đoán mà thuận đưa ra à, chia sẻ với các bạn nếu như mà thuận đoán đúng bitcoin điều chỉnh trước 20.000 đô thì coi như là thuận có cơ hội để mà mua lại giá bitcoin với cái giá rẻ hơn tại vì thuận sẽ chốt lời từ từ nếu như là không thì coi như là thuận chốt lời còn cái phần còn lại thì 25% thuận sẽ chốt lời trong phạm vi là từ 8 đến chín tháng khi mà bitcoin qua khỏi 20.000 đô còn 50% còn lại thường sẽ không bao giờ đụng đến. Đây là cái số Bitcoin mà thường lưu trữ lâu dài rất là dài hạn tại vì thường nghĩ Bitcoin sau này thật sự như là bàn thực ra mà nói các bạn cũng không cần phải đổi Bitcoin ra tiền ngoài trừ là các bạn cần thiết để mà mua gì đó mà thôi. Và đối với thường 50% của số lượng Bitcoin mà thường chút lời cũng đã đủ để mà thường thực hiện một số những cái dự án mà thường à, đang muốn thực hiện trong vòng mấy năm qua. Và đương nhiên chúng ta chỉ nói riêng về Bitcoin mà thôi chúng ta sẽ không có nói về những đồng khác như là Ethereum các bạn biết là thùng công lưu trữ Mà chỉ bị không ra lưu trữ nhiều nhất là Ethereum nhưng mà Ethereum bây giờ là cái giá hiện tại để thường coi coi là trên sàn Coinbase hôm nay là 464 đô thì cái giá hiện tại cách cái khoảng mà cái giá cao nhất rất là xa các bạn thấy được là đến khi nào mà chúng ta qua khoảng 1 000 đô cho Ethereum thì lúc đó là thuận mới tính tới chuyện là chốt lời của bên Ethereum bây giờ chúng ta chỉ nói tới bị không mà thôi thì tôi hy vọng là những cái thông tin này sẽ giúp ích được cho các bạn trong cái việc là đưa ra quyết định là mình có nên chốt lời hay là không nên chốt lời và chốt lời như thế nào đây là chiến lược riêng của thùng mà thôi thường thì người ta nói là nếu như các bạn đầu tư vào một cái mảng đầu tư nào không đi đồ, như crypto nếu các bạn đầu tư vào một mảng đầu tư nào mà các bạn có cái lợi nhuận cao thì các bạn cần nên phải rút cái vốn của mình ra đó là một điều mà những nhà đầu tư khôn ngoan sẽ làm đáng tiếc là năm 2017 là Thuận cũng khá tham lam cho nên đã giữ cho tới bây giờ Nhưng mà đợt này Thuận sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn Cho nên à, uh, Thuận sẽ đưa ra những cái chiến lược trung bình giá rút ra như là Thuận mới vừa nói với các bạn Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay một lần nữa Các bạn muốn tham gia để mà được chọn trúng thưởng của sàn Thì các bạn chỉ cần để lại comment với lại cái UID number của mình Cái số UID của sàn thì Thuận sẽ bốc thăm uh, một cách ngẫu nhiên và sau đó Thuận sẽ thông báo các bạn nào mà chúng trong cái video ngày hôm nay ở trên mạng xã hội cũng như là Thuận sẽ để lại cái comment pin ở phía dưới cái phần của video này khi mà chúng ta có người trúng thưởng và sẽ liên tục trong vòng 20 video tới đây các bạn có thể tham gia để được trúng thưởng và để Thuận refresh cái trang bỏ phiếu này lại thì các bạn thấy được là cho đến bây giờ đã có thêm hai bạn tham gia và tin bây giờ thì cũng tương tự hầu hết các bạn là 55% là có ý định là sẽ chốt lời trên 20.000 đô. Còn 13% là muốn chốt lời từ cái mức là 17.000 đô hay là 20.000 đô. Còn về 18 và 19.000 đô thì hầu như là không có nhiều bạn chốt lời lắm và khoảng chừng 5% là các bạn nói đã chốt lời rồi. Thuận sẽ tiếp tục theo dõi coi coi là khi mà chúng ta có thêm nhiều bạn bỏ phiếu thì tình hình sẽ thay đổi như thế nào. Và thuận xin gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.